rất đẹp cả nhà, biểu tượng cá tra.
Ở chợ Bình Thạnh đây hả? Dạ. Thì chị đẩy gì vậy? Chị lấy ở đâu về bán? Lấy ở Hà Nội. Dạ. Cây chuối nè các bạn, rất là đẹp. Cô giới thiệu đi cô. Này lấy ở ngoài chợ Hồng Ngự có dài bán dài về bán dạ. Hồng Ngự dài về nhà. Dạ. Mọi người có đến chợ Bình Thạnh vào mỗi sáng ủng hộ cho cô. Sáng bán thì chợ Bình Thạnh đó, chỗ dạ. Nhìn chuối rất là đẹp mắt luôn cả nhà. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha. Rồi cái này lớn được kia luôn. Rồi muốn ủng hộ luôn. Chúc cô chiều cuối tuần nhiều sức khỏe.